tu là thầy chứng rồi đó, thầy tu đạt rồi đó. Nhưng mà đối với cái bà già mà tu đạt kia hơn đó, thì bà già thấy ông thầy này tu chưa đạt, tu mà để biến mình thành khô lạnh như vậy thì chưa phải là người tu. Lần sau bà cho người khác ôm ông thầy trở lại, kỳ này ông thầy chứng rồi, ông thầy ngộ, ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Bởi vì cô ôm tôi, cô biết cái cảm giác nó làm sao, và tôi biết cảm giác làm sao. Bà già đó là người thứ ba, đâu có biết hai người mình đang cảm làm sao mà nói cho bà đó biết. Có phải không? Cho nên cái chỗ chứng của đạo Phật là cái chỗ đó, không có thể nói. Thấy không? Ngôn ngữ là đạo đoạn. Một lời nói mà nói ra là đoạn đạo rồi, đi xa với con cái đạo rồi. Trở lại vấn đề, khi mà chúng ta khóc đó, nó chỉ là một cái emotional thôi. Nhưng mà Pháp Hòa đề nghị là mình khóc nhưng đừng có rên, đừng có gào, đừng có thét, đừng có lắc cái người đó, để cho họ đi cho nhẹ nhàng vậy thôi. Chứ còn khóc thì làm sao mà không khóc. Và có nhiều người họ không khóc, đâu có nghĩa là họ không thương. Mà cũng không phải là tại họ theo Phật rồi họ không khóc, không phải nữa. Mà bởi vì có những người họ khóc tận ở trong lòng của họ, chứ họ không khóc bên ngoài. Có nhiều người quý vị thấy ngồi cười với mình ha hả vậy đó, mà cứ mỗi lần cười là trong lòng đang khóc. Và thậm chí có những người đang cười với mình nhưng mà họ khóc không có lệ. Ta kêu là gì đó, nụ cười là tiếng khóc khô không lệ. Có những người đau khổ, họ cười đó chứ, nhưng mà trong cái cười họ có khóc. Mà nếu mình là một cái người để ý cái người thương của mình, đôi khi mình cảm nhận được họ vẫn ăn, vẫn nói, vẫn bình thường, mà somehow cái cách nói bây giờ nó có cái gì đó, nó buồn tủi ở trong đó. Quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa ngồi ăn với quý Phật tử vậy, lâu lâu Hòa nhìn xuống thì Pháp Hòa thấy hôm nay cái vị Phật tử đó, cái cách ăn của họ khác hơn những ngày thường, có cái nét buồn ở trong đó. Tại vì có nhiều người ăn mà thưởng thức, ăn mà ngon, nó nhìn khác. Cái người ăn mà nó có đau khổ, lâu lâu họ dừng lại, họ nhìn xuống một chút, có khi họ chống nó đũa. Quý vị có để ý những cái người mà đang ăn mà tự nhiên có một cái gì đó nó nghĩ tới cái nó nhói tim, ăn không được nữa. Và có nhiều người ăn mà nhìn xuống mà nước mắt nó đi ra, còn nhiều lắm. Cho nên theo Pháp Hòa là quý vị cứ khóc, nếu quý vị có cảm xúc cứ khóc. Còn ai mà không khóc, mình cũng đừng nghĩ người đó họ không có cảm tình. Mà đôi khi tại vì họ là những người cứng rắn, họ không có khóc bên ngoài. Có những người họ không khóc trước mặt mọi người, nhưng mà khi về tới nhà họ đóng cửa phòng lại, họ khóc khủng khiếp. Có nhiều người họ ôm lấy cái sự buồn đó đến độ là trong giấc chiêm bao họ cũng khóc. Khóc mà giật mình thức dậy mà ướt gối hết trơn. Thầy Pháp Hòa nói như vậy. Chứ không có, mình không có phải là, tại vì mình đừng có nhìn cái hiện tượng bên ngoài đó rồi mình nghĩ người đó không có buồn, không có tủi, không có thương, không có. Nhưng một phần con cảm ơn thầy, tại vì con thấy phụ nữ thì khóc nhiều hơn đàn ông. Thì con cảm thầy hay cái lời của bài hát này con nghe ở đâu, nhưng mà rất là hay nói về nước mắt đàn ông thế này. Con biết mấy câu cô biết đâu đó, bà xã mình thì biết. Câu đó trong cái bài có câu thứ hai câu thế này nữa thầy. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông trông sâu trong lòng, mỉm cười mà vẫn âm thầm. Đó thầy mới nói đó thầy. Y chang. Bần tăng chưa nghe. Bần chưa. Trời, bài đã nói đúng tâm trạng bần tăng quá. Rồi. Có vị nào có câu hỏi khác không? Dạ mời chú. Nói về thân thì cũng thấy đã có mâu thuẫn, mà
mâu thuẫn, chẳng hạn như là nói là thân người có được là khó, và một những cái đoạn khác lại nói là thân là giả tạm, là do duyên họ. Như vậy có phải là có sự mâu thuẫn của trong cái ý trong nhà Phật? Chú hỏi rằng á, trong kinh thì có chỗ nói là thân người khó được như ngày hôm qua mình nói, rồi cũng có chỗ khác nói thân người là giả tạm nhơ nhớp, như vậy có nghĩa có cái ý mâu thuẫn không? Thì xin thưa là khi mình đọc á, thì mới thoáng qua thì mình thấy nó có cái mâu thuẫn, nhưng mà khi mình ngẫm kỹ á, thì mình thấy nó không có mâu thuẫn mà nó nuôi nhau, nó làm cho cái ý nghĩa của mỗi bên nó tỏa rạng ra. Bởi vì nó là huyễn, nó không thật, mà nó là hiếm có. Bởi vì vậy cho nên khi mình có được, phải không, thì mình lại giữ gìn. Nhưng mà giữ gìn không có nghĩa là chúng ta cung phụng nó một cách, nghĩa là hết mực, cung phụng một cách quá đáng. Và bởi vì nó là giả cho nên mình phải chăm sóc. Chăm sóc để làm gì? Để nó có thể last longer, nó có thể nó tốt trong một thời gian nào đó để mình dụng cái thân mình tu. Biết nó là giả nhưng phải giữ. Mà bởi vì nó giả cho nên mình phải chăm sóc. Còn nếu mà nó không có, nếu là nó là thật thì mình khỏi cần chăm sóc. Thấy không? Cho nên nó rất là khó được, nhưng mà khi cái được đó nó cũng huyễn thôi. Và khi mình có được rồi thì mình chăm sóc. Và cái huyễn mà cái giả đó để cho để cái dơ, cái huyễn đó để nói với ai? Những người nào mà còn bị tham đắm với cái thân nhiều quá, với cái sắc dục nhiều quá, thì người ta phải cần quán thân này là giả, là dơ, để người ta bớt đi cái sự, cái lòng dục đó. Đó là một cách. Còn đối với tất cả chúng ta, chúng ta nhìn thân này khó có, mà có cũng là giả có. Nó đi như vậy đó, chứ không có gì mâu thuẫn. Thí dụ như mình nói nè, mình biết rằng á, ăn là để no, phải không? Rồi ăn mấy tiếng sau nó cũng theo cái sự biến chuyển nó đi ra. Vậy thì thôi khỏi ăn, tại vì ăn rồi thì cũng ra cái nhơ nhớp. Mà ăn để no, mà tại sao lại ăn cái chất bổ? Đúng, ăn để no, nhưng không có nghĩa là chúng ta muốn ăn cái gì ăn, mặc cho cái miếng ăn đó nó tàn hoại cái thân thể. Ăn là no, nhưng mà cái no đó đưa vô trong này, nó có nuôi dưỡng được cái thân mình để mình giữ thân mình tu không? Thì ý là như vậy. Rồi cái gì nè, nếu mà mình bị cung phụng nó nhiều quá, mình mất thì giờ với nó nhiều quá, mình đã khổ lao với nó nhiều quá, thì chúng ta quán rằng thân này là huyễn. Thấy không? Nó khó có, mà nếu nó có là nó huyễn có. Thấy không? Mà thấy nó nhơ, nó tạm, cho nên ráng giữ. Giữ để mà ứng dụng nó cho đúng cách, rồi hôm nào nó rã cũng không có khổ, tại vì trong khi mình có nó, mình đã giữ nó đàng hoàng. Bây giờ mình nói ví dụ như giờ mình có một người thương, người thương với mình có huyễn không? Nếu mà nhìn cho kỹ thì cũng huyễn chứ gì. Nhưng mà bây giờ trong mấy mươi năm mình sống với nhau, biết nó là huyễn, cho nên trong thời gian nó còn với nhau đó, một ngày nào cũng chia tay đó, thì cố gắng đừng làm cho nhau đau khổ. Cuộc đời vốn đã khổ rồi mà chúng ta còn chồng thêm những cái khổ cho nhau nữa. Cá nhân mỗi người vốn đã có những niềm đau nỗi khổ cá nhân rồi, rồi chúng ta lại tạo những niềm đau nỗi khổ chồng lên cho nhau nữa. Cho nên thương nhau thì chúng ta tìm cách giúp cho nhau bớt khổ. Và ai cũng có những niềm đau nỗi khổ riêng hết. Mình nói ví dụ, có những gia đình sống với vợ, nói chung là nếu nói riêng cái gia đình người đó thì hạnh phúc lắm. Nhưng mà về cái đại gia đình thì đau khổ, là bởi vì trong cái gia đình nó có nhiều vấn đề với nhau. Cho nên nếu mình là một người chồng, mình là một người vợ, mình thông cảm.